em hòa với nhau Gạo cả. này ăn rất ngọt và độ dẻo rất vừa phải, chỉ cần ăn với mắm không cũng rất ngon. Và các bạn lưu ý khi mà cắm cơm thì ví dụ hai bát gạo thì quý vị cho 2 bát rưỡi nước thì là vừa phải. Gạo này không không cho nhiều nước, các vị quý vị lưu 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 ý điều đấy ạ. Gạo ăn rất ngọt và một điều rất yên tâm là không có bất kỳ một chất bảo quản nào, cho nên hoàn toàn khi vo gạo bạn không cần phải vo kỹ, chỉ cần vo vừa phải thôi để vẫn giữ được cái chất Vitamin cám và vitamin là hạt gạo. Đấy là cái điều mà khi mà mua gạo ở ngoài chuyên chở vận chuyển từ những vùng xa mình không 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 nắm được, sợ các chất bảo quản rồi mối mọt, người ta bắt buộc người ta phải phun các chất phụ đấy vào. cái sự bảo quản Còn là riêng gạo này thì hoàn toàn yên tâm.